Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn là đặt mua khẩu trang ở Hai Lai. Đây là thẻ y tế. Và mình sẽ vào cái máy của Hai Lai ở đây, ứng trở về trang chính. Thì ở đây mình sẽ hiển thị là cái đặt mua khẩu trang. Mình sẽ ứng vào và mình sẽ ứng vào cái khung ở đây để đặt mua. Thì lúc này mình phải cắm thẻ vào trong. Thì khi mà mình đã cắm thẻ thì đèn nó sẽ hiển thị màu đỏ. Mình sẽ ứng đã cắm thẻ và mình đồng ý. Mình đã cắm thẻ vào thì nó sẽ xuất hiện cái màn hình như vậy và nó sẽ hiển thị cái số điện thoại mà mình đã từng đặt qua. Thì mình ứng xác nhận và nó sẽ hiển thị như vậy. Đây sẽ là mã số thẻ y tế của mình và số điện thoại của mình. Thì mình sẽ đặt khẩu trang của người lớn nên mình sẽ ứng vào ô này. Khi đó nó sẽ xuất hiện như vậy và máy ở đây nó sẽ xuất hiện một tờ giấy để mà mình đi thanh toán 52. Ở đây sẽ là phiếu thu để mà mình khi mà cái thời hạn gửi tin nhắn tới thì mình sẽ cầm phiếu thu này để đi nhận. Khi đến thời gian mà mình nhận khẩu trang thì nó sẽ có gửi một tin nhắn như vậy. Thì ở trên đó là sẽ có một cái dòng mã để mà mình đi lấy khẩu trang. Thì mình cũng sẽ tới đúng cái quầy mà bữa mình đã đặt để ứng vào đây. Và đây sẽ là ô để mà mình lấy nhận khẩu trang. Khi đó thì mình sẽ ứng đồng ý. Và lúc đó mình sẽ ứng. Đây sẽ là cái ô và để ứng cái mã ở trên tin nhắn. Và còn phía đây là sẽ là ứng 4 số cuối của thẻ y tế của mình. Và sau đó mình kiểm tra và mình ứng xác nhận. Thì khi nó sẽ có xuất hiện một tờ phiếu như vậy. Thì mình sẽ cầm tờ phiếu này đem tới quầy thanh toán. Thì họ sẽ đưa cho mình chính cái khẩu trang. Và tới lúc đó mình sẽ kiểm tra chính số lượng là đúng 9 cái và khẩu trang không có vấn đề. Thì là mình đã kết thúc cái việc mình nhận khẩu trang. Và cảm ơn các bạn.